Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Như vậy là sau một thời gian mình giải đề thi cho các bạn, thì một số bạn thì nhờ mình là giải dùm cái câu hỏi đuôi. Các bạn gặp khó khăn chỗ câu hỏi đuôi và các bạn vướng nhiều trong các cái kỳ thi cũng như trong giao tiếp. Thì hy vọng trong video này mình sẽ giúp các bạn nắm chắc về câu hỏi đuôi. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào thì mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn cập nhật thêm nhiều video hay của mình và các bạn sẽ không bỏ lỡ nhé. Và bản thân mình cũng có thêm nhiều động lực, thêm nhiều niềm vui để mình ra nhiều video hay cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu các bạn nhé. Nói về câu hỏi đuôi, mình chỉ cần nói ngắn cho các bạn cái khung trong 6 trường hợp trở lên. Cái khung này cho các bạn này. Trong 6 cái ví dụ này cùng với 11 cái lưu ý đó thì các bạn nắm tắt thành tập về câu hỏi đuôi và các bạn vững luôn. Không có gì các bạn bị khó khăn cả và các bạn sẽ đối diện các kỳ thi một cách rất dễ dàng và cũng như trong giao tiếp các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ không cần phải lý luận nhiều mà mình chỉ cần đưa ra ví dụ là các bạn thấy hiểu ngay liền. Đây, các bạn để ý nha. Nó có hai cái cách để chúng ta giải quyết. Ta xem trong câu đó là khẳng định hay phủ định trước cái đã. Ok. Nếu ở trước là khẳng định thì ở sau là phủ định, mà ngược lại, nếu ở trước là phủ định thì ở sau là khẳng định. Cứ thế mà ta làm. Đó là trường hợp thứ nhất. Các bạn nhớ nha, nếu ở trước là phủ định thì ở sau là khẳng định cho mình, và ở trước là khẳng định thì sau là phủ định. Cứ làm ngược lại cho mình. Ở câu hỏi đuôi này, câu hỏi đuôi là phía sau dấu phẩy này, các bạn thấy chưa? Đó, ok chưa nha. Rồi nắm chắc cái chỗ này, cái trường hợp thứ nhất các mình này, các bạn thấy chưa? Had, had not này, các bạn thấy chưa? Là phủ định thì phía sau là phải khẳng định liền, thấy chưa các bạn? Rồi, cái tiếp theo là mình phải nắm cái động từ đi liền với chủ ngữ phía trước đó là cái gì. Thì ta dùng cái động từ đó để ta giải quyết. Đây, ví dụ he had not thì động từ had đây này. Các bạn thấy chưa? Động từ đương nhiên động từ này á, cái động từ chính vẫn là từ này. Nhưng ta dùng cái động từ này để ta làm trong câu hỏi đuôi, các bạn nhớ nha. Cái từ động từ đi liền với chủ ngữ này. Rồi, vậy thì ta dùng cái động từ này để ta giải quyết nhé, động từ này. Động từ này và nó phủ định thì cũng động từ này và khẳng định. Đó các bạn thấy chưa? Chủ ngữ đi viết là không có gì khác cả. Đó, chủ ngữ đưa xuống. Các bạn thấy rất hay chưa? Rồi, các bạn nhìn lại cái mình ví dụ thứ hai cho các bạn này. Chúng ta thấy đâu? Ở phía trước đó là cái gì? Phía trước nó là khẳng định đúng không? Thì phía sau nó có phải là phủ định chưa? Thấy phủ định chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, động từ của nó đâu? Động từ của nó là like. À, mình quên nói trường hợp thứ nhất cho các bạn. Trường hợp thứ nhất là động từ này thì ta vẫn giữ nguyên động từ này, đúng không? Ok, động từ này để giải quyết bởi vì nó đi với một động từ chính nữa. Thì trong trường hợp này thì nó đã có động từ chính rồi. Các bạn thấy chưa? Chỉ có một động từ thôi, động từ chính nằm đúng một mình động từ. Trong khi trường hợp này là hai động từ phụ, động từ chính. Thì mình dùng cái động từ đi liền với chủ ngữ để mình giải quyết này. Các bạn thấy chưa? Động từ đi liền với chủ ngữ này. Đó, đó, để mình giải quyết. Nhưng bên này chỉ có một động từ thôi thì mình có cách giải quyết của mình. Thì mình phải dùng cái trợ động từ để cái động từ này á, khi người ta muốn dùng nó trong câu hỏi thì người câu hỏi ở hiện tại á, người ta đã viết hiện tại này, thì người ta dùng động từ does hoặc là trợ động từ do hoặc là does. Các bạn hình dung được không? Đó, trong trường hợp này đi với chủ ngữ đây thì do, đúng không nào? Đó, các bạn thấy chưa? Và nó là khẳng định thì ở phía sau là phủ định. Đó, ngắn gọn đúng không nào? Rồi, vậy thì động từ chính là đây. Và động từ này không có động từ phụ nữa, không có động từ phụ nữa thì ta phải dùng một cái trợ động từ phụ cho nó. Thì trợ động từ phụ đó nó là hiện tại thì hoặc là do hoặc là does tùy vào chủ ngữ của nó. Vậy thì chủ ngữ của nó là đây thì ta phải mượn do, đúng không? Và khi ta viết câu hỏi đuôi nó là khẳng định thì chuyển sang là phủ định. Các bạn thấy chưa? Và đây thì giữ nguyên. Đó, đây giữ nguyên. Cái chỗ này á, thực ra mình nói cái chỗ này nó chưa có gọn lắm, để mình nói kỹ lại một tí để các bạn nắm nè. Nếu nó đúng có một động từ thôi thì ta phải tìm cái động từ phụ để ta giải quyết nhé. Bởi vì nó là câu hỏi mà. Nó là câu hỏi là thì ta phải tìm trợ động từ phụ để ta hỏi. À, từ like này nó là động từ chính, động từ thường trong tiếng Anh rồi, thì trợ động và nó đang viết ở hiện tại này, nó đang viết hiện tại thì nó chỉ có do hoặc does để phụ nó thôi, đúng các bạn? Để dùng trong câu hỏi mà. Để dùng trong câu hỏi này. À, do hoặc does thôi thì đi với đây thì do, đúng không? Và nó ở trước nó là khẳng định thì sau nó là phủ định. Các bạn thấy chưa? Rồi đây giữ nguyên. Rồi tiếp tục bốn cái ví dụ còn lại thì các bạn rõ nhất này. Đây. Các bạn nhìn đây nha. Đã có động từ chính rồi và nó có động từ phụ cho mình rồi, các bạn thấy chưa? Đó, động từ phụ rồi nè. Đó, thì ở trước là phủ định thì sau khẳng định thôi. Đó, đít nè, động từ phụ cho chúng ta nè. Đó, đó, động từ chính đây rồi. Rồi, nó là phủ định thì sau khẳng định thôi. Rồi, ở đơn giản rồi, đi với he. Ok. Bạn thấy chưa? Rất đơn giản. Này, đít này là quá khứ thì ta đương nhiên ta phải đưa lại quá khứ chứ ta không thể khác thì được, đúng không nào? Rồi, trường hợp thứ tư này các bạn này. Đây có người nhìn đây. Có động từ chính nha, có động từ phụ chưa? Có động từ phụ chúng ta rồi nè. Rồi.
có động từ phụ chúng ta rồi. Và người ta viết ở đây, người ta viết đây, thấy không? Động từ phụ rồi thì ta dùng tiếp nó đã, các bạn thấy chưa? Rồi dùng nó đây, và người ta viết khẳng định thì phía sau phụ định này, các bạn thấy chưa? Đây đưa xuống đó, đó. Đến bốn ví dụ này các bạn đã ngờ ngợ được chưa? Các bạn đã hình dung được rồi gì? Tiếp tục ví dụ thứ năm này. Một ví dụ, một động từ thôi, nhưng lúc này nó là động từ to be. Nó là động từ to be thì ta cứ thế mà ta đưa động từ to be co xuống sang câu hỏi đuôi. Và đương nhiên nó là khẳng định thì nó là phía sau là phủ định và he đưa xuống. Các bạn thấy chưa? To be thì cứ giữ xuống to be. Ok, rồi tiếp tục các bạn này. Đây, một động từ chính, một động từ phụ này. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, động từ phụ này và nó viết ở hiện tại và khẳng định luôn. Rồi, phủ định và hiện tại luôn, các bạn thấy chưa? Đó, has not. Và đây, xin lỗi các bạn. Sao đây được? Has hasn't it chứ? Xin lỗi các bạn nhé. Gen là số ít mà. Đó, ít nhá. Ok. Trời ngừng mưa rồi phải không nhỉ? Ít nhá. Cho hỏi này, chứ không phải là đây nhá, số ít này. Ok các bạn nhá. Xin lỗi mình in sai. Đó, it. Rồi, các bạn thấy chưa? The rain nè, the rain lúc này nó vai trò là it thì mình đưa it xuống. Ok nhé các bạn nhá. Rồi, rất dễ đúng không nào? Rồi, đến cái ví dụ thứ năm này các bạn này. Động từ to be. Ok, động từ to be thì cứ thế động từ be ta giữ thôi. Và khẳng định, chỗ này khẳng định thì vẫn bên này phủ định vậy thôi. He chuyển sang he. Ok. Là viết khoa các bạn nha. Đó. Bạn thấy chưa? Rồi, rất dễ đúng không nào? Tí nữa mình sẽ dịch lại từ đầu cuối cho các bạn luôn. Rồi, tiếp tục nè. Động từ to be. Rồi, động từ to be khẳng định, phủ định, rồi you đưa xuống. À, các bạn thấy chưa? Rồi, động từ phụ, động từ chính, trời sẽ mưa, động từ phụ, động từ chính, đưa động từ phụ ra và khẳng định thì đây là phủ định. Đó, want này là will not nè. Đó, các bạn thấy chưa? Nguyên tắc của will not nè. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, it đưa ra, đưa ra. The then này luôn đóng vai trò là it các bạn nha. Đó. Các bạn thấy chưa? Rất hay chưa? Đó, sáu cái ví dụ, các cái ví dụ này để các bạn nắm được cái câu hỏi đuôi là gì. Đó. Họ đã không gặp bạn, trước đó họ đã không gặp bạn đúng không? Đúng không nhỉ? Đó, có phải không vậy? À, vâng, anh ta trước đây không gặp bạn, trước đây không gặp bạn phải không nhỉ? Họ thích tôi phải không nhỉ? Đó, có phải họ thích không phải không nhỉ? Anh ta không đến đây phải không nhỉ? Anh ta rất thân thiện phải không nhỉ? Họ vừa rời đi phải không nhỉ? Trời ngừng mưa rồi phải không nhỉ? Tôi, anh ta đẹp trai phải không nhỉ? Bạn đang lo lắng phải không nhỉ? Trời sẽ mưa phải không nhỉ? Đó, các bạn thấy chưa? Câu hỏi đuôi nắm chắc rồi, đó là cái khái quát nhất. Sau đây mới là cái phần các bạn cần chú ý thêm nữa. 11 cái chú ý này rất quan trọng cho các bạn về câu hỏi đuôi nhé các bạn nhé. Còn nếu ở trên này, nếu chỗ nào các bạn không hiểu nữa thì các bạn cứ hỏi mình. Mình sẽ cố gắng mình giải quyết dễ nhất cho các bạn nhé. Đó, các bạn cứ để ý có một động từ phụ là ta nắm cái động từ phụ đó, ta xuống ta giải quyết. Còn nếu to be, ta giữ nguyên to be. Các bạn hình dung được chưa? Đó, còn nếu chỉ có một động từ chính thôi, có một động từ chính thôi thì ta xem cái trợ động từ khi nó cần dùng trong câu hỏi của nó là gì, và quan tâm đến cái thì của nó nha. Nếu thì hiện tại thì dùng hiện tại, quá khứ là quá khứ nha. Nhớ đúng có một động từ chính thì chúng ta xem cái khi người ta muốn hỏi cái động từ chính này người ta dùng cái trợ động từ nào, đó là ta quan tâm nó. Rồi, bây giờ mình sẽ giúp các bạn 11 cái trường hợp lưu ý. Lưu ý thứ nhất, này, chú ý thứ nhất này, khi trả lời này các bạn này, người ta nói này, cô ta sẽ không đi ra ngoài hôm nay, đúng không nhỉ? Các bạn thấy chưa? Có phải cô ta không đi ra ngoài hôm nay cô ấy không đi chơi phải không nhỉ? Nếu mà mình trả lời yes, không có nghĩa là mình trả lời yes là cô ta không đi ra ngoài đâu, không phải các bạn, mà là yes. Cô ta có đi ra ngoài. Đó mới là cái dễ lẫn lộn của câu hỏi đuôi các bạn ạ. Yes là cô ta đi ra ngoài, ngược lại với cái phủ định trên này này các bạn này. Có, cô ấy có đi ra ngoài. Trời, nhưng nếu chúng ta trả lời nêu có nghĩa là nêu có nghĩa là bằng với cái người ta đang muốn hỏi này. Không, đúng là cô ta không đi ra ngoài. Các bạn thấy chưa? Chỗ này đừng nhầm lẫn các bạn nha. Nhớ cho mình. Rồi cái chú ý thứ hai. Cái chú ý thứ hai cho mình nè. Nếu câu giới thiệu I am á thì câu hỏi đuôi là aren't I. Nhớ nha, I am phải là đuôi của nó là aren't I. Đây, aren't I. Tôi là một học sinh phải không nhỉ? Các bạn thấy chưa? Thấy đặc biệt chưa? Động từ mặc dù động từ to be nhưng lúc này là tôi giới thiệu này là buộc phải là aren't I. Nhớ nha, đây là chú ý thứ hai. Bây giờ chú ý thứ ba này các bạn này. Chú ý thứ ba của chúng ta đây. Các bạn nhìn đây. Đây, câu giới thiệu dùng less. Đó, cái câu này là less. À, chúng ta làm gì đấy ạ? Thì câu hỏi đuôi phải là shall we. Các bạn nhìn này. Ồ, chúng ta đi picnic đi nhỉ? Chúng ta đi picnic đi, phải không nhỉ? Các
Các bạn thấy chưa? Rất hay chưa? Bởi vì let's này là nguyên tắc câu từ là gì đấy các bạn? Let us. Đó, nguyên tắc câu từ này nè, cho nên người ta gọi là let's. Đương nhiên phải là shall we. Bạn thấy chưa? Let's us là cho phép chúng ta này, cho phép chúng ta làm gì? Cho phép chúng ta đi picnic. À, shall we, nhớ câu hỏi do là shall we. Nếu nó là let's, nhớ nha các bạn nha. Rồi, đó là trường hợp số 3. Trường hợp thứ 4 này các bạn. Chủ ngữ là những đại từ bất định, ví dụ everyone, someone, anyone, no one, but nobody, nobody, no, nobody, vân vân. Câu hỏi do là đây. Đó, cái này mới là cái các bạn rất dễ lộn này. Đây, ai đó đã muốn một ly, đúng không? Ai đó đã muốn uống một ly phải không nhỉ? Đó, phải là dùng đây để hỏi nha, để dùng câu hỏi đuôi này. Và đây là quá khứ các bạn thấy chưa? Quá khứ, đúng không nào? Đó, mà phủ định, vân mà khẳng định thì phía sau nó là phủ định. Đó, các bạn thấy chưa? Phủ định quá khứ này, phủ định quá khứ này. Đó, thấy chưa? Quá khứ mà nó khẳng định thì phía sau nó là quá khứ và phủ định. Và còn nếu những từ bất định này, từ bất định này, đó là những từ bất định này thì đuôi của nó phải là đây. Đây đây. Đó, đây là cái chú ý thứ tư rất là quan trọng các bạn ha. Rồi, tiếp tục chú ý thứ năm cho các bạn này. À, tương tự chỗ này nha các bạn để ý này. Tiếp tục này, nobody tiếp tục này. Không ai gọi điện phải không nhỉ? Trường hợp này các bạn để ý này, không ai, nó ngầm hiểu, chúng ta ngầm hiểu nó đã là phủ định rồi thì phía sau nó phải là khẳng định. Đó, bạn thấy chưa? Đó, và đương nhiên quá khứ rồi, đương nhiên rồi. Đó, cái chỗ này rất dễ lẫn lộn nha các bạn nha. Nhớ những chỗ chú ý mình nhấn mạnh cho các bạn đó. Chú ý thứ năm, chủ ngữ là nothing thì đuôi là it. Rất đơn giản. Đây, nothing can happen. Can it? Can it? Đó, các bạn để ý này, không gì là không thể xảy ra. Này ngầm hiểu cũng là phủ định rồi thì đương nhiên phía sau nó phải là khẳng định, các bạn thấy chưa? Và đương nhiên it là đi với cái chú ý của chúng ta này, cái đuôi của nó phải là it. Đó, rất quan trọng. Mình nhắc đi nhắc lại những cái này, các bạn xem đi xem lại nha các bạn nha. Nhớ xem đi xem lại để các bạn nhớ. Đừng bao giờ để lẫn lộn cái câu hỏi đuôi. Và cái số 6, chú ý số 6 là never, seldom, hardly, little, vân vân, thì câu đó được xem như là câu phủ định. Đó, giống như chỗ nobody hay là nothing các bạn đó. Đây, các bạn nhìn đây. Anh ta hiếm khi uống rượu phải không nhỉ các bạn nhá. Ngầm hiểu là phủ định ở phía trước này thì phía sau phải là khẳng định. Ok. Rồi, đó là chú ý thứ 6. Bây giờ chú ý thứ 7 này các bạn này. Chủ ngữ là mệnh đề danh từ thì dùng it trong câu hỏi đuôi. Đây, mệnh đề danh từ này, những gì bạn vừa nói, đây là đóng vai trò là chủ ngữ của chúng ta này, các bạn thấy chưa? Những gì bạn vừa nói là sai rồi, phải không nhỉ? Tất cả những cái này á là mệnh đề danh từ, người ta gọi là mệnh đề danh từ này. Tất cả cái này đóng vai trò là chủ ngữ thì chúng ta cho nó là it ở phía đuôi câu hỏi đuôi. Nhớ các bạn nha. Và đương nhiên đây khẳng định, đây phủ định, rất dễ đúng không nào? Đây, tại sao anh ta viết cô ta, giết cô ta là mệnh đề danh từ, là đóng vai trò là chủ ngữ thì ta phải đưa nó là it sang câu hỏi đuôi. Dường như là một bí mật đó, là đây là dường như là khẳng định đây rồi. Ok, đây là phủ định, rất dễ đúng không nào? Đó là chú ý thứ 7. Bây giờ chú ý thứ 8 này các bạn này. Sau câu mệnh lệnh cấp là do hay don't do á, ok cơ, không làm gì hết, làm gì hết, thường là will you. Nhớ các bạn, đây là một trường hợp rất hay này. Mở cái cửa ra lệnh luôn, will you, bạn sẽ làm chứ, các bạn thấy chưa? Mệnh lệnh này, này làm cái gì, làm gì này, nó các bạn thấy chưa? Mệnh lệnh này, không làm hoặc làm này thì phía sau nó phải thường là will you. Ok, tiếp tục này, không được muộn. Ok, bạn thấy chưa? Will you, mặc dù phủ định, mặc dù khẳng định, hai cái không có gì khác nhau, đều will you. Nhớ trường hợp mệnh lệnh này các bạn nha. Ok, rồi, đó là câu chú ý số 8. Chú ý số 9, câu cảm thán, lấy danh từ trong câu đổi lại thành đại từ. Đây, ví dụ các bạn để ý này, một cái váy mới đẹp làm sao đó, phải không nhỉ? Các bạn thấy chưa? Một cái váy, lúc này cái váy này này, cái váy này này, một cái váy này, nó đóng vai trò là ít, số ít mà. Số ít này là chữ ít này. Đó, số ít thì lúc này nó đóng vai trò là ít này. Các bạn thấy chưa? Đó, đổi thành đại từ mà. Đổi thành đại từ. Đó, một cái váy mới đẹp làm sao, và đương nhiên khẳng định phía trước này, phía sau là phủ định. Rất dễ các bạn nha. Rồi, đó là chú ý số 9. Bây giờ chú ý số 10 cho chúng ta này, các bạn nhớ cho mình nha. Câu có ai cộng với các động từ sau như là think, be, believe, suppose, vân vân. Và câu có it, seem, that cộng với mệnh đề nữa thì ta lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi. Nhớ cho mình. Đây nè, tôi nghĩ anh ta sẽ đến đây phải không nhỉ? Đây, mình lấy cái mệnh đề để mình làm câu hỏi đuôi này các bạn này, chứ đừng có lấy cái này để làm câu hỏi đuôi. Nếu có ai cộng với động từ hoặc là it seem that thì đó, vân vân, tí nữa mình lấy ví dụ cho các bạn thấy. Đó, it seem that cũng thế, đừng dùng cái này làm mệnh từ mà lấy cái mệnh đề phía sau này, dùng làm mệnh đề để câu hỏi đuôi này. Anh ta will, won't, will not đó các bạn thấy chưa? Đó, he, đó bạn thấy chưa? Rồi, đây tương tự này, tôi không nghĩ, đây, tôi không nghĩ này các bạn này,
Mary có thể làm nó. Đó, mình lấy cái này mình làm, mình lấy cái mệnh đề này làm câu hỏi đuôi này. Mary có thể làm nó. Đây, mặc dù chỗ này là khẳng định, nhưng chỗ này chúng ta cũng dùng khẳng định. Bởi các bạn biết vì sao? Bởi vì phía trước này là đã ngầm hiểu là phủ định rồi nè. Tôi không nghĩ này. Đó, tôi đã ngầm hiểu là phủ định này. Đó, lưu ý mục đích chính của con nốt là mình tính ở mục đích phủ định này, các bạn thấy chưa? Đó, tôi không nghĩ. À, như vậy là ta đã ngầm hiểu chỗ này đã phủ định rồi nè. Đó, phủ định rồi nè, phủ định này. Cho nên phía sau này phải khẳng định. Đây là hơi khó đó các bạn nha. Đây là những trường hợp chuyên sâu các bạn nha. Rồi, nhưng cũng cùng cái mẫu này, nhưng nếu chủ ngữ không phải là ai thì ta phải dùng mệnh lệnh câu đầu làm câu hỏi đuôi. Đây ví dụ she thinks này, hồi nãy là I think thì ta không dùng nó làm câu đuôi, ta dùng mệnh đề, ta dùng cái này để ta làm mệnh đề đúng không nào? Dùng cái mệnh đề để làm câu hỏi đuôi. Nhưng chỗ này nếu không phải là I think mà là she thinks thì ta phải dùng này ta làm mệnh đề. Để ta dùng cái này để ta làm câu hỏi đuôi. Các bạn thấy chưa? Đây, doesn't she, các bạn thấy chưa? She này các bạn thấy chưa? Khẳng định phủ định này. Đó, rất hay đúng không? Chỗ này là chỗ các bạn rất dễ lẫn lộn. Và mình nói như vậy để các bạn xem đi xem lại sau này các bạn nhớ nha. Rồi, cái trường hợp cuối cùng là used to. Đây, trường hợp này dễ thôi. Các bạn nhớ nha, used to là đã từng làm gì trong quá khứ đó, bây giờ không còn làm nữa. Ok, vậy thì used to này quá khứ rồi thì đương nhiên rồi, các bạn thấy chưa? Trước đây tôi đã từng sống ở đây, phải không nhỉ? Khẳng định. Và đương nhiên nó quá khứ, mình xem nó như quá khứ rồi thì sau đây là sau này cũng quá khứ. Và khẳng định thì đây là phủ định, đơn giản. Anh ta, tôi bên anh ta chứ không phải là tôi chứ. Anh ta đã từng sống ở đây, trước đây anh ta đã từng sống thì bên này cũng là anh ta. Đó, nó như vậy là, xin thưa các bạn, cái câu hỏi đuôi có thể là một trong những cái vấn đề ngữ pháp cực kỳ nan giải cho các bạn. Nếu mà chúng ta chuyên sâu nó một tí nữa là các bạn mới thấy cái sự phức tạp nó. Nhưng các bạn nếu các bạn xem đi xem lại, các bạn chịu khó lắng nghe suy nghĩ một xíu nữa thì các bạn sẽ hoàn thiện. Đó, mình tin các bạn sẽ làm rất giỏi và các bạn nắm cho mình những cái mấu chốt trên đây. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.